Thanh Thảo xin chào quý khán giả của Việt Media TV. Tình trạng táo bón xảy ra ở trẻ em khá thường xuyên, nhưng mà do những cái hạn chế trong cách diễn đạt cũng như là nhận biết những cái khó chịu trong cơ thể là điều không bình thường, trẻ em thì thường không có chia sẻ, do đó dẫn đến tình trạng là phụ huynh bố mẹ không có biết là con mình đang bị táo bón cho đến như khi có những cái triệu chứng trầm trọng hơn xảy ra. Và Thanh Thảo xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của Thanh Thảo với bác sĩ Thảo Võ, chuyên khoa nhi đồng, để chúng ta có thể phòng ngừa tình trạng này tốt hơn cho bé. Chào bác sĩ Thảo Võ. Chào Thanh Thảo và xin chào quý khán giả nghe đài. Bác sĩ Thảo Võ, thì theo mà mình biết đó là hầu hết các bác sĩ đồng ý là nếu mà mình đi vệ sinh từ 3 lần trong một ngày cho tới 3 lần trong một tuần thì gọi là bình thường, đúng không? Nhưng mà cái cơ thể của mỗi người là khác nhau. Có những người là cần phải đi mỗi ngày. Nếu mà đi vệ sinh 3 lần trong một tuần thì họ cảm thấy rất là khó chịu. Do đó là chúng ta cần phải kết hợp giữa cái số lần đi vệ sinh và cái cơ thể của mình phải cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Và là cái giống như là đó là cái chu kỳ bình thường mà cái cơ thể mình bài tiết. Vậy thì làm thế nào để mà bố mẹ có thể đọc và hiểu được cái từ bình thường cho con của mình? Rồi, thì người lớn và con nít nó cũng khác nhau nữa. Có hôm bé mới sanh khác cái bé lớn hơn một chút xíu, là chưa ăn dặm khác bé ăn dặm, là bé chạy nhảy hay là bỏ tã rồi khác bé còn mặc tã. Nên nó không phải chỉ là cái số lần không thôi nữa, mà còn cái texture, cái của cái phần nữa, cái phần nó như thế nào, và cái chuyện đi bé có dễ dàng đi hay không, đó mới là gọi là táo bón hay không táo bón. Đó, nên cái táo bón là không thì tất nhiên là cái số lần đi, nhưng mà cũng là nếu mà cái phân á phải mềm không có cứng nè, và đi không có bị đau dễ chịu, thì cái đó là không có táo bón. Làm sao mình biết được là bé không có bị đau? Thì nhưng mà nếu như mà bé nhỏ, bé newborn, thì khi mà bé đau bé cũng sẽ có biểu hiện là khóc, mặt đỏ, và mình coi cái phân nữa, mình coi cái phân nó có mềm hay không. Nếu mà còn trong cái tã thì cái phân nó phải giống như cái dạng như là bơ dầm đó, thì cái đó là bình thường. Nhưng mà mình thấy cái phân mà nó khô cứng và nứt nẻ là không có được, hoặc là như nhỏ giống như cái cứt dê chút xíu á, mà hay giỡn mấy bé là giống như popcorn á, là cái đó là không có bình thường. Ok, vậy bây giờ mình chắc là mình đi lại từng cái giai đoạn. Ví dụ đúng rồi, là cho trẻ sơ sinh đi, trẻ sơ sinh là newborn là khoảng từ lúc mà mới sanh cho tới khoảng mấy tháng? 3 tháng. Newborn là giống như trong cái tháng đầu tiên. Trong tháng đầu tiên. Ok. Thường phần lớn á là trong cái tháng đầu là cho một là bú sữa mẹ, hai là bú sữa công thức. Đúng rồi. Thì nếu mà bé đi phân như thế nào và bao nhiêu lần thì gọi là bình thường? Rồi, thì giống như bé mới sanh thì mình cần bé đi trong vòng 24 tiếng đầu thì bé nên đi cậu một lần. Đó, thì cái đó là cái phân su thì nó màu đen, và nó rất là sệt, rất là giống như đất sét, mình nó dính chặt ở trong cái mông của cháu đó. Đó, cái đó là bình thường mà mình muốn bé đi trong vòng 24 tiếng và có thể 48 tiếng cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà mình muốn trong 24 tiếng đầu tiên bé có đi phần ra ngoài đó. Rồi sau đó thì không có nhất thiết là số lần mỗi ngày và phải mỗi đi, nhưng mà tốt nhất thì mỗi ngày mỗi đi, để mình biết là cái đường ruột của bé lưu thông và bé bú sữa đủ ha. Rồi sau đó thì bé sẽ chuyển dần từ cái phân su ra cái phân bình thường. Thì cái phân của bé mà bú sữa mẹ thì thường nó hay loãng, nên ba mẹ cứ tưởng là cái đó là tiêu chảy, mà thật sự cái đó là bình thường của bé. Và cái màu có thể là màu vàng, có thể là màu xanh một chút xíu, tùy theo cái formula hay là tùy theo cái những cái thức ăn mà mẹ ăn vào đó, thì nên cái màu có thể thay đổi sao cũng được, miễn là đừng có màu trắng và đừng có màu đỏ của máu ở trong đó thôi. Và cái phân phải mềm, đó là bình thường. Đó, mà miễn bé đi ra thì bé không có cái phân nó không có cứng, bé không có đau bụng á, là ok đó. Nhưng mà những cái bé bú sữa mẹ mới tuần đầu tiên á, là bé có thể đi rất là nhiều, bố mẹ cảm thấy là bữa trước khi bú bé đi, đang bú đi, sau khi bú đi, và có cả 10 lần, 20 lần một ngày. À, nhưng mà sau đó thì bắt đầu là bé sẽ cô đặc lại, và bé có thể đi một ngày một lần, hoặc là 2 ngày một lần, thậm chí cả tuần lễ hoặc 2 tuần lễ không đi luôn. Nhưng mà cái đó vẫn là bình thường, chứ không phải là táo bón. Là
cho cả hai loại sữa là sữa mẹ và sữa công thức luôn? Thường thì sữa mẹ hơn, sữa công thức thì khoảng 3-4 ngày thì là vẫn bình thường. Nhưng mà nếu sữa công thức mà bé đi ra phân vẫn mềm, không có khô cứng thì vẫn là bình thường hết. Và bé phải bú được nữa, bé bú bình thường, không có quấy khóc, không có khó chịu thì cái chuyện đó là bình thường. Cái nếu mà nói về tình trạng táo bón, nó bác sĩ Thảo Võ, thì nếu mà trẻ em bú sữa mẹ có khả năng bị táo bón không? Cũng có, nhưng mà ít hơn là sữa công thức. Vậy thì nếu mà người mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ thì chịu khó ăn nhiều rau thì cũng có thể là phòng ngừa được cho bé tốt hơn. Đúng rồi. Mình có thể massage bé nữa. Tại vì bố mẹ thường hay thấy con á, là trong vòng 1-2 tháng đầu tiên bé đi cầu rất là khó khăn. Tại vì cái cơ bụng của cháu nó rất là yếu và cái thành ruột của cháu cũng không có đủ mạnh để con bóp đẩy phân ra ngoài. Nên mỗi lần mà cháu chỉ cần đánh rắm thôi là chắc cháu cũng khó khăn rồi, không biết cách làm sao mà đưa cái không khí nó ra ngoài. Đó, bé sẽ vặn vẹo, uống áo mặt đỏ, rồi rên rỉ nữa. Đó, nhưng mà nhìn giống táo bón mà không phải, chỉ vì bé không biết cách đi thôi. Thế cũng tưởng tượng mình nằm mà để mình đi cầu á, cũng rất là khó khăn rồi. Vì cái cơ của bé cũng yếu nữa. Thì cái đó là bình thường hết, cũng không phải là táo bón. Miễn khi mà đi ra cái phần bé nó mềm, bố mẹ có thể giúp bằng cách massage cái ruột thêm, phụ trợ cho con. Cứ massage cái thành bụng theo chiều kiểu kim đồng hồ á, thì cái đó cũng giúp cho con đi dễ dàng hơn. Vậy là cái nghĩa là đối với trẻ sơ sinh trong vòng 1 tháng đầu thì cái texture của cái phân và cái màu của phân nó đóng vai trò rất là quan trọng để biết rằng bé có đang bị táo bón hay không. Không phải cái màu, với cái texture thôi. Cái texture. Cái màu là tùy thuộc vào cái thực phẩm của người mẹ ăn hoặc đúng là rồi. Sữa công thức. Okay. Yeah, đúng rồi. Rồi còn sau 1 tháng từ 1 tháng cho tới 1 năm luôn phải không? Hay là cũng chia nhỏ ra từng giai đoạn nữa? Cũng chia nhỏ ra từng giai đoạn. Giống như khi mà còn uống sữa thì các bé có thể giống như là cái texture vẫn là quan trọng. Nhưng mà bé thường á, khi mà trên 2-3 tháng trở lên thì bé không còn bị gặn đau khi mà đi cầu hay đánh rắm nữa. Nên mà thấy khi mà bé đi cầu mà bé bị rặn như vậy thì con có phải có bị táo bón hay không, coi cái texture của cái phân á. Nhưng mà bé đau khi mà bé đi cầu thì coi có thể là do bé bị bón. Rồi sau khi mà ăn dặm á, thì mình muốn bé đi nên đi mỗi ngày mỗi đi, hay là ít nhất là 2 ngày, nhưng mà thường mình muốn mỗi ngày đi 1 hoặc 2 lần thì tốt hơn cho bé. Thì cái giai đoạn này á, từ khi mà bắt đầu ăn nhậm, các bé cái ruột chưa có quen mà để đẩy thức ăn ra ngoài, các bé rất là dễ bị táo bón khúc đó. Nên bố mẹ để ý khi mà cho con ăn nhậm mình nên cho ăn những cái thức ăn mà dễ tiêu, có nhiều fiber, giống như những cái rau củ trái cây nhiều. Trước đó thì trong thời gian đầu nếu mà bé chưa có ấy, thì mình có thể xay ra. Mình có thể xay ra hoặc là có bố mẹ cho con ăn theo kiểu mà baby led weaning, có nghĩa là finger food, nhưng cái thức ăn nó cắt nhỏ mà mềm cho bé tự bóc ăn luôn. Thì tùy cái nào mà ba mẹ cảm thấy thoải mái thì cứ cho ăn trước, nhưng mà nên cho cháu nhai sớm chứ đừng có lúc nào cũng xay cho cháu hoài. Vậy thì nếu mà nói mà tóm lại thì cái theo từng cái giai đoạn thì cái texture của cái phân bao giờ cũng đóng cũng là quan trọng, người lớn cũng vậy luôn, là đóng cái vai trò. Nếu mà mình thấy là phân mà nó bị khô hay từng cục thì có nghĩa là đó là dấu hiệu là táo bón. Đúng rồi. Ok, còn nếu mà cái màu của phân, ví dụ mà hoặc là mình thấy bé đi vệ sinh mà có một chút xíu máu ra thì cái đó có phải là một cái vấn đề, một cái triệu chứng táo bón không, sẽ táo bón? Nếu mà táo bón nặng là cái phân nó đã khô quá, nó lớn to, khi mà cái phân của mình nếu mà mình ra được cái cơ thể mỗi ngày á, thì giống như cái phân là một cái chất độc, chất thải rác gì đó, không có cần nữa nên phải ra ngoài. Nhưng mà nếu mà mình không có đi ra ngoài thì nó sẽ tái hấp thu những cái chất độc vô nè, nhưng mà cũng tái hấp thu nước, thì cái phân sẽ khô hơn, cứng hơn và to hơn. Và khi mà bé đi ra và cái hậu môn của bé thì nó nhỏ, mà cái phân nó to cứng thì bé có thể bị rách hậu môn và chảy máu ra, thì cái đó có thể là một trong những dấu hiệu của táo bón. Còn ví dụ như là trẻ em đến tuổi đi học, bắt đầu đi chơi rồi, đi chơi bạn bè, cái giai đoạn đó cũng rất là dễ bị táo bón luôn, thì làm sao biết được? Mình
Còn thêm hình như Thanh Thảo, mình nếu mà mình theo tuổi cho cho mình chen vô một cái, khi mà bắt đầu cho uống sữa tươi cũng là một cái giai đoạn là bé dễ bị táo bón luôn. Bắt đầu từ 1 tuổi phải không? 1 tuổi và khi mà mình chuyển từ cái sữa công thức hay sữa mẹ qua sữa tươi á, thì các bé cũng dễ bị táo bón. Nói chung cái gì màu trắng á, là dễ gây táo bón, như là sữa trắng nè, rồi cơm gạo trắng nè, rồi cheese đó, hay là bánh mì màu trắng, dễ gây táo bón đó. Nên các bé khi mà chuyển từ sữa công thức qua sữa tươi thì mình nên chuyển từ từ thôi, đừng có đột ngột quá. Có nhiều bé thì không sao, nhưng mà rất là nhiều bé không có chịu nổi thì mình khi gây táo bón đó, thì mình chuyển từ từ đó. Rồi cái tuổi này thì thường bé vẫn còn mang tả nên bố mẹ thấy được cái phần của con thì dễ nhận biết. Và nhưng mà tới cái tuổi mà chơi chạy nhảy hoặc cái tuổi đi học á, thì nhiều bé thì cháu bố mẹ không có cho tự đi, tự lau, tự chùi, thì bố mẹ cứ phải hỏi con nhìn cái phân ra làm sao, có đi mỗi ngày hay không, rồi cái phân ra bé có phải ngồi ở trong cái toilet đó ngồi có bị lâu hay không. Nhưng mà đúng á, là ngồi xuống đi liền chứ bé không có cần rặn đó, thì đó mới là gọi là phân bình thường. Và cũng như là bé ngồi xuống đi dễ dàng phân ra, mà mấy bé hay cười khi mà mình nói chuyện á, là có giống như là ice cream hay là frozen yogurt không, giống như là cái phân nó tự đi ra mà nó smooth, nó không có nứt nẻ, không có khô đó, là bình thường. Đó là nên bố mẹ nên nói chuyện nhiều với con về cái poop. Thật ra là nói chuyện với con về những cái vấn đề này thật ra nó cũng khó lắm, không phải là dễ đâu. Tại vì giống như con của Thảo đó là 9 tuổi, bé trai, mà nhiều khi mình hay hướng dẫn cách bé làm vệ sinh mà thỉnh thoảng thì vẫn phải nhắc lại. Và nhiều khi mà mình hỏi á, thì bé hay nói là con nó biết rồi, mẹ không có cần nói nữa, mẹ chỉ cần nói cái nào là bình thường, cái nào không bình thường, khi nào mà con thấy cái gì không bình thường thì con sẽ kể cho mẹ nghe. Hay nói như vậy lắm, nhưng mà giống như nhiều khi mình nói là con đi vệ sinh là con tắm như thế nào, nó con biết rồi mẹ, con biết rồi. Thì cái tuổi bắt đầu chuyển tiếp qua tuổi của teenager này nọ, mà cháu cảm thấy là cháu biết nhiều, không có muốn ba mẹ kiểm soát, nên mới mình tập nói chuyện với con là từ nhỏ xíu luôn, về cái tiếp tục nói để cho con cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với mình về những cái đó. Cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng táo bón, bác sĩ Thảo, nếu mà nói về người lớn thì nó có 2 cái nguyên nhân chính. Một là do cái cách sinh hoạt ăn uống, hai là do một số cái bệnh lý. Thì đúng đối rồi. Với trẻ em thì nó có giống như vậy không? Cũng vậy. Thì sinh hoạt ăn uống là những cái thức ăn mình ăn vào, nhưng mình có đủ fiber hay không, và có đủ nước hay không, và mình có đủ vận động hay không, đó là những cái đó giúp cho có được cái phần khỏe, phần như là healthy đó. Và nhiều bé khi mà bắt đầu đi học thì các bé hoặc là mê chơi, hoặc là sợ đi cái toilet ở trong trường nó dơ, hoặc là cứ sợ cô giáo la không ấy, thì bé sẽ hô lại. Khi mà nín lại á, như vậy á, thì phân nó càng ở trong đó càng lâu thì nó càng lại bị khô, càng to càng cứng, nó bị táo bón đó. Nên mình phải khuyến khích các bé cứ đi cần thấy muốn đi là cứ đi, chứ đừng có giữ lại. Và nếu mà mình luyện được cho các bé đi được đúng giờ nó cũng tốt hơn, như buổi sáng hoặc là buổi tối gì đó đi ở nhà thì mình sẽ kiểm soát bé dễ dàng hơn. Và những còn những cái bệnh lý thì tất nhiên là có những cái bệnh lý như về bệnh thần kinh ở trong ruột nè, hoặc là cái đường ruột nó có dài quá hay không, cái cấu trúc nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới cái chuyện táo bón của các cháu. Thanh Thảo đọc với thì thấy là cái giai đoạn mà mình bắt đầu gọi là cái potty train cho bé, nó giống như tập mà cho bé ngồi trong cái toilet rồi giống như là để mà thay tã, không có bận tã cho bé nữa, đó là cái giai đoạn đó là dễ dẫn đến tình trạng táo bón nhất. Đúng không? Thì bây giờ có cách nào để mà mình có thể phòng ngừa được tốt hơn? Cái lý do mà potty train là bỏ tã mà bé bị táo bón á, vì là bé sợ. Cái đó là do bé sợ nên bé cứ
cứ nhiều khi nhìn cái toilet đó là bé cảm thấy hoảng sợ rồi, nhưng bé chỉ thoải mái khi mà bé bút vô cái bé đi cầu vô cái tả thôi, còn thấy cái toilet bé sợ nên bé sẽ giữ lại. Thì mỗi lần mà mình giữ cái phân ở trong cái cơ thể là nó sẽ bị gây táo bón đó. Nên bố mẹ nên cho bé ngồi bôi sớm để xong xề thì bé sẽ đỡ. Nhiều khi không có cần potty train, cho bé giới thiệu rồi cho bé thoải mái với cái chuyện đó. Thí dụ khi mà bố mẹ đi thì bắt đầu nói chuyện với bé, cái này là bố mẹ đi để poop là ra ngoài trong cái toilet để cảm thấy bé thoải mái nè, và không có giống như không có ép con trong cái chuyện mà potty train, đừng có hấp tấp quá, chứ đừng hoặc là đừng có la đe dọa. Nhiều khi bố mẹ cũng mệt, đang bỏ tả rồi cái con đi hay con đi ra ngoài cái hay la con thì con cảm thấy căng thẳng trong cái chuyện mà potty train á, thì nó cũng sẽ dễ dàng gây con sợ cái đó và con bị táo bón. Thành ra mình thật ra cái đó Thảo nghĩ là cũng phải đọc rất là nhiều sách để đúng mà rồi. Mình có thể hiểu tâm lý của trẻ hơn, bác sĩ Thảo bảo ha. Vậy thì nếu mà nói một cách tổng quát thì làm thế nào mình có thể phòng ngừa tốt cho bé, thì Thảo nghĩ yếu tố đầu tiên là mình phải giải thích ngay từ rất là còn nhỏ rằng phải đi vệ sinh mỗi ngày là điều tốt nhất cho bé, và lý do tại sao cần phải đi vệ sinh mỗi ngày, và nếu mà không có thấy cảm thấy không đi được hoặc là có những cái khó chịu trong cơ thể thì phải chia sẻ với bố mẹ liền. Đúng nhưng rồi. Mà bên cạnh đó mình có thể làm được cái gì nữa? Như Thanh Thảo nói là hai chuyện phải không? Là một cái là bệnh lý, thì nếu mà cái gì mà bất thường thì nên thảo luận với bác sĩ của các bé để coi có những cái bệnh lý gì khác không. Thì còn những cái chuyện khác là do cái lối sống, sinh hoạt, thức ăn á, thì mình phải tập trung vào cái đó. Như là từ sơ sinh, thí dụ nếu mà cho bú được sữa mẹ thì nên cho bú sữa mẹ nè. Rồi khi mà bắt đầu cho ăn dặm á, là mình nên cho ăn những cái thức ăn có nhiều chất xơ và giống như những cái từ rau củ trái cây nhiều cho cháu. Rồi khi mà chuyển tiếp qua cho bú cho chuyển qua sữa tươi á, thì chuyển tiếp từ từ đó, và cũng tăng cường ăn dặm, ăn những cái thức ăn từ trái cây hay là rau củ nhiều, cho con uống nước nhiều và cho vận động nhiều, chạy nhảy nhiều, thì nó cái mới đẩy cái phân ra dễ dàng hơn. Rồi khi mà lớn hơn chút nữa, potty train cho con bỏ tả thì cũng không có gây áp lực, bỏ từ từ, giải thích cho con cảm thấy thoải mái trong chuyện đó. Rồi khi mà cho con đi học á, thì nếu mà mình train được cho con cái giờ giấc á, thì nó sẽ, nếu đi được ở nhà thì tốt hơn. Đó. Và sao nữa, và lúc nào thức ăn cũng rất là quan trọng, nhất là khi mà school age ấy, thì lúc đó bố mẹ dần dần cũng mất kiểm soát trong cái chuyện ăn của con, thì ăn ở trong trường cũng nhiều rồi bị ảnh hưởng của bạn bè ấy, thì mình ráng vẫn giữ cái ăn lành mạnh ở trong nhà, không có cho ăn chip nhiều, không cho uống nước ngọt hay những cái đồ processed food á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới đường ruột của con nhiều. Nói chung là thức ăn từ rau củ trái cây đầy đủ cho con. Cảm ơn bác sĩ Thảo Võ với những thông tin rất là bổ ích. Thành Thảo xin phép tạm dừng chương trình tại đây, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Xin chào.